Hello và xin chào các bạn. Update 1733 hiện tại đã bị dời lịch sang ngày 10 tháng 9 rồi các bạn ạ. Thôi thì trong lúc đợi game cập nhật thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đưa ra những giả thuyết về cách lấy Kuruo Katana Godhuman hay còn gọi là Superhuman V2 và những item khác nữa nhé. Ok, vào video thôi. Đầu tiên là Kuruo Katana. Muốn lấy được hai cây này thì theo admin tiết lộ thì phải giải đố nhé các bạn. Vậy câu đố như thế nào? Theo mình thì việc đầu tiên các bạn phải có chính là Tushita và Yama. Sau khi đã có được hai cây này thì các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ của NPC và cũng có thể là sẽ phải tìm những item bí mật này nhé. Thứ hai, Sugiuta. Về cách lấy Sugiuta thì mình nghĩ sẽ đơn giản hơn việc lấy Kuruo Katane. Việc Kuruo Katane có thể sẽ làm phe mạnh nhất cho update này nói riêng và Lốc Phú nói chung, nên mình nghĩ Sugiuta sẽ dễ lấy hơn Kuruo Katane. Về cách lấy thì mình nghĩ là sẽ có một con boss như Brook. Khi bạn đánh boss xong thì sẽ có tỷ lệ rơi ra đồ như những vũ khí khác. Thứ ba là Godhuman. Thì trong video giới thiệu Godhuman của Magic Bot thì anh này có nói một đoạn như sau. Về cách lấy Godhuman thì tôi đoán bạn phải có chừng 400 hoặc 500 mastery dạng V2 của tất cả các styles như Death Stack, Chaman Karate, Dragon Talon. Tất cả chúng hãy chắc rằng bạn đã cày level đầy đủ. Tôi nghĩ điều này khá tuyệt đấy. Sau khi xem xong thì các bạn biết các bạn cần làm gì rồi đó. Còn mình thì mình làm xong hết rồi, ai chứ mấy. Ủa, em nhớ anh còn chẳng có fighting style nào mà. Một cái cũng không luôn. Các bạn chờ mình xíu nha. Ủa, anh đưa em đến đây và làm gì trên đó vậy? Để làm như vậy nè thằng cờ hó. Ok, điều thứ tư là về làm sao để Arcanine đua. Cách Arcanine đua thì mình nghĩ có đến tận 99% khả năng là sẽ phải đi raid nhé để có thể thức tỉnh được trái đua như bao trái Arcanine khác. Đến với điều thứ năm cũng là điều cuối cùng, đó là về năm tộc V4. Theo mình được biết thì hầu hết năm tộc này trong lúc hút đã có V2 và V3 rồi. Giả sử cách lên V4 giống V2 và V3 thì ta phải hoàn thành một nhiệm vụ được sao để có thể đạt đủ yêu cầu. Ví dụ như đạt được title nào đó hay là đạt đủ 10M party hay thậm chí còn có thể là tổng hợp cả nhiệm vụ V1 và V2 tại nữa vân vân. Thông tin thêm cho các bạn là trong anime để đạt được trạng thái gọi là su long thì tộc Minh cần phải nhìn vào mặt trăng tròn và từ đó ta có thể suy ra muốn nâng cấp tộc V4 của Minh trong lúc phút thì ta cần phải đợi đến lúc trăng tròn hoặc một điều gì đó tương tự như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Video trên chỉ là giả thuyết của mình thôi. Nếu các bạn có ý kiến khác thì hãy comment ở bên dưới cho mình và các bạn khác cùng biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye các bạn và mình chúc các bạn chơi update vui vẻ nha. Bye bye.